Tập 43 Hương vị gia đình sẽ là sự xuất hiện của hai gia đình cực kỳ đáng yêu. Những phút giây chia sẻ. Mới đầu vợ em nấu cho em ăn là món canh chua. Với lại vợ em nấu ăn cái món đó là ngon nhất. Đầy đủ hương vị, đậm đà lắm. Giống như là chua cay có, mặn ngọt có. Em thì em rất là thích cái món mà mì sốt cà với chiên thêm hai cái trứng của chị em làm cho em ăn. Với khẩu vị quen thuộc được nấu từ hai quý ông, liệu người thân của họ có nhận ra đâu là món ăn do chồng và em trai của mình chế biến hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 43 chương trình Hương vị gia đình, được phát sóng vào lúc 19:15 phút thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.